Bạn Điều, anh Độ cắt đầu moi đi à? Thôi đi mẹ, tôi hết mẹ cái tuổi cắt đầu moi rồi công. Công ra ngoài đường công có thấy ai đi mẹ mày 30 mấy tuổi cắt đầu moi em? Đi mẹ luôn đầu moi. Anh QTV nói nhà anh 70 tầng có đúng không? Đúng em, đi mẹ nhà anh 70 tầng đâu. QTV nói thế là sai rồi. Anh Vũ anh nói thế là sai rồi. Nhà tôi 73 tầng các bạn ạ. Nói là nói cho chuẩn nha anh Vũ nhá. Nhà tôi có con mẹc đi mẹ, mẹc để trong phòng làm việc luôn các bạn. Chứ đéo phải là mẹc để dưới nhà đâu nhá. Về bảo cả anh Vũ thế. Bạn nào ai mà thắc mắc hỏi phải nhà anh Độ 70 mấy tầng rồi. Đúng mẹ con mẹ. Nhà anh Độ 70 mấy tầng ấy, có cả mẹ ở trong phòng làm việc luôn nhá. Buồn cười vãi lồn, khổ vãi đái ra. Đây, ba con mô hình hôm nay tôi vừa mới bê về đây này. À, tôi để sẵn cái cam ở kia rồi. Nên là hôm nay có cả tiếng luôn không nhá. Tôi lấy con dao này. Chắc là bóc cái thùng này trước nhỉ? Con này là con pa. Con này là con cá đích là con sung cu đánh nhau không ạ? Con này chính là tôi đặt khoảng 3 tháng rồi. Bây giờ thì hàng nó mới về. Con này là bạn sung cu với cả cá đích nó đánh nhau. Tôi đỡ lâu phết rồi mà con này hơi to. Tôi biết được là con để nó vào trong cái kệ mua hình của tôi không? Hiểu sao làm rơi cái tay xong vẫy cụ cho con tay luôn. Tôi đủ để chạy đi mua loại kéo đâm hai không? Đen vậy đó. Đẹp nhở, kiểu đánh nhau bùng chiếu dữ dội gãi trưởng ấy. Bây giờ tôi sẽ bê con này xuống dưới kệ nhá, rồi chúng ta lắp thêm con tiếp theo. Ba con này chắc là ba con cuối cùng các ông được xem lắp mô hình. Vì cái phòng nhà tôi bây giờ nó cũng hết chỗ để rồi. Để có kê thêm mô hình vào nữa thì cái phòng chả có chỗ để. Thực ra là các bạn nhìn rộng thì trông nó vẫn rộng rộng, nó vẫn nhiều chỗ nhưng mà phòng này là cái phòng mà để thằng Tùng nó còn chạy đi chạy lại, nó còn chơi ở đấy nữa, nên là nếu như ok hết tất cả mô hình vào ấy, thì nó gì xuống lắm. À, con này là con Sokoku tỷ lệ 1:4. Con này là Sokoku thẻ áo, tôi đặt cách đây khoảng 4 tháng. Con này là 68 phân. 68 phân. Thôi đéo được rồi. Tính sai rồi không ạ? Tại vì tôi tính là để con này ở đây thôi nhưng mà có vẻ như là không đủ không. Bây giờ tốt nhất là chắc là phải đảo con này xuống dưới này. 68 phân. À đâu? Đây là không mà. Không ở đây. Con này 68 phân. Ui, vừa khít cái ô này đúng không ạ?
Thế chắc là tôi sẽ phải đảo con Fizo này xuống dưới này. Sau tôi sẽ đảo con này lên trên này. Đẹp đấy nhá. Từ từ đã, để tôi cắm điện vào xem nó nhào đã. Địch mẹ, đúng ra mình phải cắm điện vào để phải lộn. Ok, xong. Đây là còn con Iron Man, con này không phải lắp, con này chỉ cần mở ra là xong rồi các bạn. Khó là khó hai con này thôi. Đây là hai cái đầu để thay. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết sao thừa ra hai cái chân rồng mà tôi tìm mãi không có chỗ nào lắp cả, nên là thôi. Tạm thời cứ để đây đã, ngày mai tôi sẽ nghiên cứu xem là lắp nó như thế nào. Bây giờ chuyển qua con Iron Man các bạn nhé. Iron Man cao 1m2 nhưng mà con đấy chắc là không cần lắp đâu, con đấy chỉ tháo ra nguyên bộ thôi. Mệt lắm rồi. Nhanh nhanh quay lại stream với các bạn xem. Con này theo tôi biết thì không cần phải lắp thì phải. Từ đầu là các ông nhớ ngày xưa tôi thiếu một con để ở đằng sau góc cam, sau đảo cái đầu con cá đích vào, thì cái lúc đấy tôi không nghĩ là cái đầu con cá đích để vào đấy nó lại hợp. Thế tôi đặt con này. Nếu như mà đặt một hai men thì để 1:1 đấy. Thì giá nó rất là cao, rơi vào khoảng toàn trăm củ và con này nó rẻ hơn, nó chỉ được 1:2. Đẹp vãi đái. Con này không có đế à? Nó phải có một cái đế chứ đúng không? Đặt cái lô này lên thật. Ui, nặng thế. Chết rồi. Ui. Ui. Nặng vãi chưởng ấy. Này chắc là đây. Chắc là không cần phải đổi góc quay lắp liếc gì đâu. Nó chỉ như thế này thôi không? Cái gì như kiểu điện. Đây rồi. Nó phải có súng ống gì đấy lắp ở trên này chứ. À, chắc không. Ôi, chết mẹ rồi. Đây là ngày mai dọn phòng mới gọi là khó này, mới gọi là khổ này. Đây rồi. Nó có đế đây nè. Tôi nghĩ là nó phải có một cái khẩu súng đấy. Chính là đế con này nó lại gọn gọn xinh xinh. Con này đặt lên trên bàn lại đẹp nhá không? Hợp lý nhá. War Machine 1/2. Tỷ lệ 1:2. Để tạm đây đi. War Machine 1/2. Chắc phải có khẩu súng rồi. Đây rồi. Đi mà, khẩu súng trong bé tí nhỉ ấy. Đấy, nó sẽ là như này. Còn cái đế này hình như là nó phải cắm điện. À đây. Buộc cắm điện, buộc cắm điện, buộc cắm điện. Đúng không? Cho quả sạc đáng yêu vậy đấy. Rồi bây giờ tôi lắp thử nó cắm điện lên xem nó nhàng nhá. Tôi phải sờ xem chân nào. À đây đây, chân. Chân này có lỗ thì là nó sẽ là như này. Nó sẽ là quay về đây à? Một lỗ này. Bây giờ tôi sẽ để tôi đặt vào xong rồi tôi cắm điện thử xem trông nó sẽ như nào. Con này thì đơn giản rồi, con này không phải lắp rồi. Đấy. Không hiểu sao tự nhiên lôi ra lắp xong là ngày mai phải dọn phòng khổ vãi đái. Mỗi lần tôi lắp mô hình xong rồi đấy, mấy cái các ông nhìn thấy mấy cái shop bọt biển đấy không, kiểu bắn linh tinh trong phòng quét xong rồi nó cứ nảy lên khó chịu kinh khủng luôn.
Đây. À, này còn cả lắp vào đây nữa. Ok, lắp vào đây này. Ô. À. Ui, con này dùng sạc. Và sau có lỗ USB ở đây. À rồi rồi, thế là cái đế của nó sẽ là pin luôn. Còn cái này sẽ là để sắn lên trên này, để che cái nút bấm này đi. Còn bình thường là chỉ cần bấm như cái thôi là nó sẽ sáng. Kéo hết pin là mình sẽ sạc. Ờ, con này chính ra như thế là thành hợp lý. Đây các bạn, vua mời chim của tôi đấy. À, con này cao 1m2. May chỉ có 3 con thôi nhá, đóng hết cả lưng được không ạ? Địt mẹ đau lưng vãi lột không ạ? Đéo hiểu sao. Chắc là 3 con này là 3 con cuối rồi. Thì phòng tôi bây giờ thực sự là đéo có chỗ nào để mà để nữa rồi không? Đây, thì bây giờ tôi phải để ở góc bên phải này. Chắc là sắp tới tôi xếp ra góc này, nhìn nó đỡ trống. Con này là trước là tôi đặt để thay con cá đích này này. Ngày xưa là chưa tính là sẽ để con cá đích ở đây đâu. Ngày xưa là chưa tính là để con cá đích ở đây đâu. Nhưng mà lỡ đặt con đấy về rồi mà đợt rồi có ai biết được là lại bùng dịch lên một lần nữa đâu. Thế là một đống mô hình nó bị delay lại. Bây giờ nó lại bắt đầu về. Mà bây giờ về thì cái phòng này không còn chỗ để cho chúng nó ở nữa rồi. Nên là thôi, cứ lắp thì cứ lắp thôi. Sắp tới tôi sẽ lừa bán cho mấy thằng em của tôi. Ờ, có mấy thằng ở Yên Lãng với cả mấy thằng ở Đê La Thành ấy. Mấy thằng đấy dễ dụ các bạn. Đau lưng quá luôn. Mệt vậy đấy, làm hớp nước đã. Đấy, ngày mai bắt đầu ngồi dọn phòng ấy, hút bụi đấy. Mệt, đéo chịu được. Cảm ơn Vũ nhá, diễn đâu. Các bạn buồn cười thật, tôi vừa lắp xong. Nói thế chứ diễn. Hôm nay tôi live stream muộn ấy là tại vì ngồi làm clip chứ các bạn. Có thằng em tôi hôm nay nó quay xong rồi nó ngồi làm clip luôn thì tự nhiên là chiều nay. Buồn cười lắm. Ba bên à hai bên. À, một bên có hai con mô hình trước tôi đặt, một bên là có một con mô hình trước tôi đặt là nó cùng về một ngày. Thế là tôi bảo thôi chiều nay ship sang cho anh luôn đi. Thì ship sang là tự nhiên tôi ngồi bảo uầy. Có ba con làm cái clip lắp mô hình thì nó cũng dở hơi. Mà nếu như lắp trên stream ấy thì nó lại bị như hôm trước đấy là kiểu nó cũng bị tối tối xong rồi nó bị kiểu u ám ấy, các bạn xem cũng đéo hay. Thế thôi mình làm con mẹ kiểu clip để lắp mô hình nhưng mà để phát trên stream đi. Thế nếu như là lắp mô hình để phát trên stream thì thôi làm mẹ cảnh thì anh em giả vờ bấm cái xong rồi ra quay xong rồi vẫn lắp như bình thường xong rồi có kết cảnh cái là lại quay lại bàn thế là xong. Thế phát trên stream là nó hợp lý. Xem kiểu nửa đùa nửa thật, người ta xem người ta biết thừa là mình quay trước rồi nhưng mà nhìn là vẫn thấy kiểu là mình vừa bấm ra ở đây tôi nghĩ trong đầu thế. Thế thôi tôi làm luôn. Tôi làm xong rồi đến từ 6 giờ chiều là bọn tôi bắt đầu quay với cả dựng cho đến lúc nãy là 10 rưỡi mới xong. 10 rưỡi xong cái là tôi bắt đầu live stream luôn. Nên hôm nay live stream muộn, thời gian của các ông là như thế đấy, lý do là như thế đấy. Ê, 3 hôm nữa thôi là ra bài stream đến bao giờ đấy. Nếu như mà không có gì thay đổi là ngày mai là sẽ có link để các bạn xem công chiếu rồi đấy. Thì tôi sẽ post vào trong group nhá, có gì đến ngày hôm nay các bạn ủng hộ tí cắm hải anh nhá. Thế giới nợ anh giải út ca. Có này anh nhá, có bạn điều. Nhưng mà xem cũng hay mà. Thề tôi làm clip lắp mô hình không đéo xem lắp mô hình này. Các ông cứ kiểu mẹ cứ ngồi comment kiểu tôi lươn tôi diễn các kiểu ấy. Người ta đầu tư chất xám, đầu tư hình ảnh, ánh sáng, tiền điện, tiền nước các kiểu để làm clip cho các ông xem. Các ông có thấy hôm nay xem clip mẹ lắp mô hình ánh sáng kiểu nó đẹp hơn không? Mẹ tôi đầu tư phải đài ra. Mà các ông đéo để ý. Các ông toàn để ý đến cái kiểu diễn với cả lươn cái kiểu. Khổ đéo chịu được. Đẹp, ba mô hình này đẹp mà. Nói chung là tôi lắp mấy con này thấy ưng. Con Hua Machine này thì thấy nó bình thường. Nó hơi bị đen xì xì quá. Đen xì quá nó không nổi bật. Chứ còn là con Goku với cả là con Goku Kadik đánh nhau thì tôi ưng. Thì cái màu nó sặc sỡ đấy. À, đây là phòng đẹp vãi trưởng rồi. Các bạn thanh thỏ nhá. Mai phải quét nhà không ạ? Ờ, vợ tôi mua cái máy hút bụi cầm tay. Buồn cười lắm các ông ạ. Cái máy hút bụi cầm tay mà phải sạc pin ấy. Nó bé bé bằng cái micro này của tôi thôi.
Tôi dụ thằng Tùng là có cái trò hay lắm con, là có cái máy này xong là đi hút hết mấy cái đồ trắng trắng, mấy cái bọt biển trắng trắng này nó thích lắm. Nên là tôi cứ đưa cho thằng Tùng là thằng Tùng nó sẽ chạy uổi nó hút trăm vậy đấy các bạn. Có hôm nó hút cả tiếng đồng hồ ấy. Nhà tôi nhá, kể cả gầm bàn, gầm ghế các thứ nhá, mấy cái bọt xốp ấy nó bay linh tinh, nó từng hạt bé tí nhá. Thằng Tùng xử lý được hết các bạn. Mẹ, mình chỉ cần để đấy này, Tùng con chơi đi, xong rồi tôi lên tầng làm gì đấy hay là tôi ngồi máy tính tôi làm việc lúc quay ra. Sạch bong kít kít. Không còn một hạt nào cả. Ui xịn vãi đái luôn. Đó là tôi quay clip cho thằng Tùng nó dọn phòng cho các ông xem. Ui nó thích trò đấy cực. Với nó là một cái trò chơi ấy các bạn. Với mình thì nó là một công việc kiểu mẹ khó chịu vãi đái, dọn dẹp nhà cửa đéo ai muốn làm đâu. Mỏi lưng bỏ mẹ đi, mệt chết mẹ luôn. Nhưng mà bọn trẻ con ấy nó lại kiểu nó nghĩ đến trò chơi vui. Thích vãi đái, có lu lu nhá. Hôm đéo nào đi học về cũng mẹ bảo bố ơi cho con lên tầng 2 chơi hút bụi. Ôi, vui thế, lên con, chơi luôn, hợp lý. Không phải lừa, làm sao nó thích chơi mà, chứ tôi có bắt nó làm đâu. Nghe mà tôi bắt nó làm cơ thì đấy mới là lừa các bạn, cảm ơn Tín nhá. Các bạn điều, nó đây là nó thích chơi và tôi tạo điều kiện cho nó chơi chứ. Quan điểm là nó phải rõ ràng các bạn. Tùng sói đâu rồi, Tùng sói giờ này ngủ rồi. Cũng từ khi làm cái, từ khi mà chuyển đến cái phòng làm việc này thì cũng buồn. Thỉnh thoảng không thấy Tùng sói chạy xuống nữa. Có Mạnh Dũng nhá. Nhưng mà tại vì bọn trẻ con mà không, nó chưa đủ chiều cao để nó bấm cái thang máy mô hình nhà tôi. Mà cũng không yên tâm cho nó chạy cầu thang bộ. Bọn trẻ con đi cầu thang bộ nguy hiểm lắm. Tại vì nó mình là người lớn mà. Mình đi cầu thang, mình lăn một vòng mình còn đéo phanh được. Đi mẹ, nhiều khi nhà tôi, ví dụ nhà tôi bây giờ đang là 6 tầng đúng không? Nhiều khi lăn con mẹ phát từ tầng 6 nó phanh thì đéo được. Đi mẹ mới ngất phát dậy là thấy đang ở nằm ở đi mẹ tầng 1 cơ mẹ rồi đấy, nó lăn kinh khủng đấy cơ mà. Bọn trẻ con nhiều khi nó đi, nó cứ đi cầu thang là lúc nào tôi cũng phải dạy nó là con muốn đi cầu thang là con phải gọi bố mẹ đi cùng. Chứ còn bọn trẻ con đi là nguy hiểm lắm. Xương nó đéo cứng như xương mình, mẹ lăn lộn nhỡ gãy tay gãy chân nguy hiểm vậy cứt thôi. Nên là nó kiểu bây giờ nó không dám chạy xuống mình, nó phải bảo mẹ nó cơ mà mẹ nó thì lại còn trông trông thằng cáo ở bên trên. Mẹ đấy, hai vợ chồng kiểu hai đứa con như vợ chồng thôi vất vả lắm các bạn. Đéo làm được cái việc gì cả, đéo chạy đâu được cả. Ngày xưa cái phòng làm việc cũ nó là chung cư. Thì ngày xưa tôi hay phân tích cho các bạn là cái việc mà ở chung cư hay là cái việc ở nhà đất thì nó có cái gì lợi, có cái gì hại. Đấy, ở chung cư cũng được, cái hay là cả gia đình nó sinh hoạt trên cùng một mặt bằng. Thì nó sẽ hay hơn, nó gia tăng tình cảm hơn, gia tăng độ tương tác hơn. Nhưng mà bù lại thì nó kiểu nhỡ cái công việc thì nó hay làm ảnh hưởng người khác. Còn ở nhà tầng như bây giờ thì việc ai người ấy làm. Người tôi hò hét to nhỉ thì không ảnh hưởng gì đến mấy cái tầng trên cả, mẹ tôi ngủ ngon luôn. Ngày xưa là mẹ tôi ngủ là tôi suốt ngày ngồi ngoài phòng khách là tôi chửi bậy là mẹ tôi cũng phải ngồi chịu chứ. Nhiều khi tôi hỏi là mẹ có ồn lắm không, mẹ tôi bảo không bình thường mẹ quen rồi. Nghe câu đấy là biết là ồn vãi lồn các bạn. Chẳng qua là việc của mình làm thì mẹ mình thôi chấp nhận thôi chứ biết làm như nào. Bây giờ chuyển ra đây thì nó đỡ hơn, cũng thoải mái hơn nhưng mà cũng buồn. Thỉnh thoảng vợ chạy xuống tí xong rồi lại chạy lên để trông hai đứa trẻ con. Chú đang cần trai trẻ. Lại chú à, chú. Hôm trước cháu ban chú một lần rồi mà chú. Chú cần không, cháu cho chú số thằng Hiếu Lợn này. Chú gọi nó xem này, dạo này nó đang đéo chịu làm gì cả chú ạ. Nó ngồi chơi đi bạn, chơi cái trò gì wow hùng đéo gì, đéo chịu làm việc. YouTube gì vứt không. Suốt ngày ngồi nhà chơi điện tử đấy. Mẹ nó đang cần tiền vậy đấy. Chú thích cháu cho số thằng Hiếu Lợn rồi đấy. Chú liên hệ với nó, có khi nó đi làm ấy chú. Bực vãi đái ra. Đéo nào cũng thế. Cháu ban chú, chú đang cần trai trẻ 97 đến 2K. Ôi đi mẹ, Hiếu Lợn già quá nhỉ. Đi phục vụ cho phú bà hồi xuân U35 đến 45 tuổi. Lương cao tại Sài Gòn quận nhất. Ưu tiên xung quanh khu vực. Cái lồn gì đây? Địt con mẹ mày. Ui số điện thoại đẹp thế. Địt con mẹ. Bàn chết con mẹ. Mà các bạn lại buồn cười vãi lồn không? Tôi ban rồi nhưng mà địt mẹ nó cứ lấy nick khác vào nó spam. Đéo hiểu. Trả lương dọn dẹp cho Tùng sói á. Ôi Tùng sói nhà tôi thì việc nhẹ lương cao các bạn. Nó thích gì á tôi. Ui tôi không biết được là các ông làm bố làm mẹ như nào nhưng mà tôi chiều con tôi lắm nhá. Nhưng mà tôi chiều một cái mức độ thôi. Thằng Tùng nhà tôi mà thích cái gì là tôi sẽ đặt điều kiện cho nó. Giống như ngày xưa hồi tôi còn nhỏ ấy. Bố tôi cũng hay làm kiểu đấy nhá. Tức là cái việc mà đưa xe máy ra ngoài rửa ấy thì nó là cái chuyện bình thường đúng không? Hoặc là tự mình rửa xe máy ngày xưa ấy là một cái vấn đề bình thường. Nhưng mà bố tôi hay kiểu ví dụ xe bẩn ấy là ngày xưa được uống Coca thích lắm. Rồi ôi thế với cả các ông. Thì phải được uống một chai Coca, ngày xưa chai Coca 2.500 một chai. Mà mở cái nắp chai sắt, nó ngày xưa chỉ có chai thủy tinh thôi, đéo có lon lủng đâu. Mở cái chai sắt, cái nắp ở bên trên ấy, bên trong nó hay bóc cái lớp cao su ra. Cái lớp cao su mỏng mỏng mà màu nó xám đục đục giống như kiểu bao cao su ấy. Bóc ra bên trong nó có cơ hội chúc bạn may mắn lần sau hoặc là trúng thêm một chai nữa ấy. Đấy, ngày xưa bố tôi hay bảo là đấy, mày rửa xe đi.
mày rửa xong là bố trong một chai Coca. Ui thích vãi lồn các bạn. Thứ nhất là được uống Coca và thứ hai là bắt đầu được tiếp cận với cái trò chơi người ta gọi là ông tổ của xổ số. Ui. Đi bạn còn gì vui bằng rửa cái xe máy xong, uống chai Coca xong bóc ra lại trúng một chai Coca nữa. Ui giời, niềm vui nhân đôi các bạn. Đi bạn ngày xưa nghiện sau đấy vãi lồn rồi. Các ông lứa kiểu đi bạn 2K 2K rưỡi làm sao các ông biết được cái cảm giác thế? Còn bọn tôi cái tầm đi mẹ cuối cứ kiểu 8x xong rồi là mẹ đầu 9x xem. Hồi đấy mẹ được bố mẹ dắt đi mua quả chai Coca sắt, mẹ mở ra trúng thưởng thì ui nghiện ngập vãi lồn ra. Ngày xưa em tự nhổ răng được bà cho tiền mua bim bim. Ui ngày xưa tôi sợ nhổ răng vãi lồn thế. Hình như là đéo có một ai đéo sợ nhổ răng, xung phong đi nhổ răng. Bố ơi, răng còn lưng lay cho con đi nhổ răng nhé. Hình như trên trái đất này đéo tồn tại một thằng như thế đâu đúng không? Thằng đéo nó sợ nhổ răng vãi lồn đấy. Mà đéo bao giờ dám tự nhổ luôn các bạn. Đi mẹ sợ thì sợ. Ngày xưa người ta hay bảo là buộc chỉ và giật lên này. Người ta hay bảo là buộc vào cục gạch xong ném đi này. Ôi vãi cả lồn. Buộc vào xe máy xong đợi ông bà già đi làm này. Ui đi mẹ mà thế những cái cách ngu vãi lồn đó. Tôi thì toàn đi ra ngoài nhổ thôi. Tôi sợ bị nhổ răng vậy đấy nhá. Đéo sợ à? Ô công đéo sợ. Thế mỗi mình tôi sợ à? Sợ vãi đái ra thế. Nhổ xong rồi đợi nó mọc lại lâu vậy đấy. Cơ mạnh dũng nhá. Một là nhổ răng, hai là đi tiêm, ba là bị chó cắn. Ui mẹ, những cái nỗi sợ tuổi thơ đéo bao giờ né được. Đến bây giờ mình vẫn còn thấy sợ. Thằng con tôi lần đéo đi tiêm để khóc. Tôi đã cho các ông xem mấy clip rồi, mẹ khóc thảm thương lại luôn ấy. Ở trong cái bệnh viện mỗi lần vợ chồng tôi đi tiêm chắc phải có khoảng mấy chục đứa trẻ con đợi tiêm. Là tôi thì không dám nhìn bọn trẻ con tiêm mà tại tôi sợ kim mà. Tôi nhìn kim mà tôi sợ nên là cứ lần nào đưa Tưa thằng Tùng với thằng Cáo đi tiêm ấy là vợ tôi sẽ bế từng thằng vào và tôi ngồi đợi ngoài cửa. Bao nhiêu đứa trẻ con trong đấy đi phạm tiếng khóc ré lên là tôi biết ngay của thằng Tùng nhà tôi với thằng Cáo nhà tôi. Sợ vãi lồn ra. Ăn bánh mì răng tự gãy á. Ngày xưa hay có trò mà ăn mấy cái đồ cứng cứng mà bị sâu răng xong rồi nó bị rỗng mẹ bên trong rồi xong ăn nó bị vỡ ra. Uầy. Nó kinh vãi lồn này. Cái cảm giác mà bắt đầu phải răng mình vỡ hay không xong bắt đầu lấy lưỡi về liếm lên cái phần đấy xong rồi biết là răng mình vỡ rồi nó gai gai ấy. Đi mạo cảm giác hụt hẫng vãi lồn. Sợ vãi đái luôn. Mồm thối. Kinh. Em vệ sinh răng miệng sạch sẽ mà rậm thối á. Ô thối miệng à, hôi mồm không phải do khoang mồm khoang miệng đâu nhá. Nó có nhiều lý do nhưng mà không phải là do khoang miệng các bạn nhá, không phải là chỉ do khoang miệng mà thôi. Có nhiều thối người thối là tại vì lười vệ sinh răng miệng, thức ăn nó bám ở mấy cái chân răng này, góc răng này này, đánh răng nó không đến nên là cái thức ăn nó bị thiu bị thối lên kết hợp với cả mùi nước bọt nên nó ra cái mùi thối vãi lồn. Hai là bị ở họng. Bị họng ấy thì dù các bạn có đánh răng hay là vệ sinh khoang miệng như thế nào ấy, nó thối từ họng thối lên ấy thì cũng bằng hòa các bạn ạ. Ba là hở van dạ dày là cái trường hợp gọi là kinh khủng vãi lồn. Hở van dạ dày như thế nào? Ít mà tôi từ bé đến giờ tôi chưa gặp một người hở van dạ dày như nào nhưng mà truyền thuyết kể lại ấy, là người bị hở van dạ dày mồm toàn mùi cứt. Đấy là những gì mà tôi biết rồi các bạn. Chứ không phải là cứ hôi miệng là do mình không vệ sinh răng miệng đâu. Vệ sinh răng miệng sạch vãi lồn mà nó vẫn hôi à? Anh Độ ơi, em sắp thi bằng lái xe, chúc anh thi tốt được không? Uầy. Nhân viên bên Missy Food nhà tôi 4 thằng hôm nay vừa đi thi đâu các bạn. Đi mẹ chúng có tự tin vãi lồn à. Tôi bảo bọn nó rồi. Là ôn thi địt mẹ mà chỉ có mấy cái bộ đề thôi. Ngày xưa thì mẹ tôi đi thi, tôi thi cả bằng A2 cả bằng B2 thì mẹ số sàn luôn. Tôi đéo lạ. Tôi không biết về nó thay đổi như nào nhưng mà cái bộ đề ngày xưa tôi thi là có 20 bộ đề hay 15 bộ đề nhỉ. Các bạn ôn đúng nhuần nhuyễn 15 cái bộ đề đấy thôi là đến lúc vào phát nhìn câu hỏi các bạn biết ngay là bộ nào, cứ ngồi mà tích. Mấy thằng địt mẹ mấy thằng em tôi nói tự tin lắm. Địt mẹ thằng lồn nó cũng vỗ đùi. Uầy anh ơi. Gì như địt mẹ mà não bọn trẻ con em thì địt mẹ còn nhiều chỗ chứa vãi lồn. Mấy cái bộ đề này thì ăn thua lồn này. 4 thằng đi thi hôm nay trượt mẹ cả 4 rồi này. 2 thằng trượt lý thuyết, 2 thằng trượt thực hành. Bình vị. Buồn cười lồn. Tôi tưởng địt mẹ hôm nay vợ tôi trình bày với tôi tưởng là nói đùa. Hóa ra trượt thật công ạ. Đấy địt mẹ em đi thi đấy. 600 câu rồi à? Ôi trời ơi, tôi bảo vợ tôi từ trước rồi là đi thi bằng lái xe thì đi thi sớm đi. Tại vì luật người ta đổi liên tục à, các ông công nhận không? Ngày xưa thi dễ vãi lìn nhá. Ngày xưa ít câu hỏi hơn, 450 câu hỏi thì phải. Bây giờ 600 câu à, vãi lìn à. Xong rồi bây giờ nó còn mọc thêm mấy cái bài mới nữa. À lùi xe, cái gì nhỉ? Nó có hai cái xe, một cái đỗ trước, một xe đỗ sau. Xong rồi mình phải đỗ ở giữa, nó gọi là cái bài gì đéo phải lùi chuồng nhá. Nó gọi là ghép xe dọc cả, ừ đấy đấy, mấy cái bài đấy, mấy bài mới. À, bây giờ kiểu bọn tôi lái xe kiểu như cá nhân tôi lái xe 6 năm nay rồi thì mấy cái bài này nó bình thường, nhưng mà với những cái người mà mới đi thi lái xe các bạn nó là ác mộng con mẹ luôn ấy, mà lại còn thi số sàn nhá. Đến bản thân tôi bây giờ là một thằng ví dụ đi số tự động được 5-6 năm nay rồi mà cho tôi đi lại số sàn tôi đéo đi được đâu. Cái đợt mà bọn tôi sang Đức thi đấu ấy, cách đây khoảng 2 năm 2018 sang Đức thi đấu gặp mấy bạn fan hâm mộ ở bên đấy,
Ui, bên đấy người ta toàn đi Mẹc ấy các bạn, quê hương của Mẹc mà, Đức mà. Mẹ đưa qua khách sạn chở anh Độ với team đi chơi, mang quả con Mẹc số sàn mui trần ra. Ui, mẹ đỉnh cao vậy luôn, anh Độ biết đi số sàn không? Biết chưa em? Nhảy lên chết máy ba phát, đi mẹ thằng bé xót xe vậy luôn, anh cút con mẹ đi để em đem đèo. Đi mẹ khổ vãi luôn nữa, đéo đi được. Hoặc là đi thì phải cho mình thời gian, cho mình thêm khoảng một tuần nha, để mình đi lại mình mới quen chân được. Chứ còn đi mẹ nhảy lên bắt đi luôn, mẹ em xe số sàn chết mẹ luôn. Sao các ông đi học không để ý? Còn nếu như đã xác định nhá, là không kinh doanh gì hay là không chơi kiểu gọi là sau này đi lái taxi, lái xe tải hay là kiếm tiền từ cái đấy ấy, không kinh doanh ấy, đấy, nói chung là thế, thì thi con mẹ nó cái bằng số tự động cho tôi nhờ, thật. Tại vì sau này các ông có thi số sàn như tôi ấy, ra mà ít đi số sàn xong muốn đi lại cũng khó đi lắm. Học bằng C mà học 4 buổi mà chưa đi học buổi nào á. Thế đấy là do em thôi em, đi học để làm gì? Đi học là để biết lái xe nhá, không phải là đi học để lấy cái bằng đâu nhá. Chứ không phải là như mấy cái chứng chỉ tin học, chứng chỉ văn phòng, chứng chỉ tiếng Anh. Ngày xưa các ông đi nộp hồ sơ vào mấy cái cơ quan, công ty hay là nhà nước các thứ, các ông có mấy cái chứng chỉ đấy không? Đéo có đi mua đúng không? Thì tại cái đấy ngày xưa thề cái lứa bọn tôi đéo biết bề như nào, nhưng mà cái lứa bọn tôi á, cái đấy đi mua như đi mua rau ấy, nói thật với cả các ông. Thế chứng chỉ đéo thì cũng có. Nhưng mà cái học bằng lái xe nhá là học cho bản thân mình. Thứ nhất là mình phải biết luật. Đấy, thứ hai là mình phải biết đi. Nó không phải liên quan đến cả tính mạng của mình đâu, liên quan tính mạng của người khác các bạn ạ. Cái cảm giác mà các bạn đi xe nhá, nó dễ gây tai nạn vãi lồn nhá, đéo phải nói gở mồm nhá. Các bạn thử nghĩ em, các bạn ngồi trên một con xe khoảng 2 tấn. Đấy. Xong rồi các bạn ỉ lại mày nó có bao nhiêu ngựa ấy, xong rồi ỉ lại sức kéo bao nhiêu ấy, xong rồi động cơ bao nhiêu xi lanh ấy, xong rồi mấy chấm ấy. Các bạn dẫm ga vào thì đi có mẹ tốc độ kinh khủng vãi lồn, mà kiểu cái xe nó kiểu nó khỏe quá ấy, sợ vãi đái ra. Đi mẹ cảm giác kiểu làm phát là đi mẹ nghiến hết luôn. Nên là học thì các bạn phải học cho tử tế, chứ đừng học cái kiểu học vớ va vẩn. Và đi mẹ anh ơi, nhà em đi mẹ có xe, bố mẹ em dạy em đi trước rồi, bên em đi học để lấy cái bằng rồi. Còn cặc vớ vẩn, đi mẹ em lái xe ô tô, đi xe máy nó còn đỡ nhá. Đi xe máy hút thì mức độ thương vong của nó nhẹ hơn rất nhiều so với ô tô. Nhiều khi các ông ngồi ô tô ngồi trong cái hộp sắt các ông đéo sao đâu, nhưng các ông đâm người khác ấy, đi mẹ em là tội người ta. Học theo tử tế vào. Cảm ơn bạn đã bú cu tôi nhá. Ôi. Địt mẹ quả tên donate vãi lồn ạ. Cảm ơn full nhá. Ra để mò MV á. Thôi. Không ra đâu. Hôm mà tôi quay clip xong rồi mấy anh quay đạo diễn các thứ cũng hỏi là có ra teaser không em? Địt mẹ anh ơi. Teaser là cái lồn thì anh. Ờ, em làm nhạc cho đi và anh em bộ tộc nghe thôi. Em đéo kiểu chuyên nghiệp đến cái mức kiểu đi bạn teaser, tia dùng xong rồi chạy quảng cáo xong rồi cũng báo chí người ta kiểu Độ Mixi sắp ra sản phẩm âm nhạc debut đều biết đéo gì không anh ơi. Anh cứ làm xong clip đúng ngày mùng 10 cho em xin cái link để em up lên để thành cái nó gọi là cái đéo gì nhỉ? Công chiếu. Ừ đấy, thành cái công chiếu được rồi. Thế là được anh em vào xem được rồi. Nhạc đi bạn nhạc. Tia dơ, tia dũng đéo gì thì bạn nghe kiểu nó bị chuyên nghiệp hóa các bạn. Ừ, chuyên nghiệp hóa là nó sẽ thành công nghiệp hóa đấy. Không được. Mình cứ chơi kiểu mình thôi, cũng chả mong gì thì là nó kiểu nó viral đến cái mức trending chân đủng gì đâu, nhưng mà nó là cái gì đấy nó kỷ niệm. Cá nhân tôi xem bản demo rồi. Mấy hôm nay là bắt đầu có bản demo rồi các bạn, xem là cũng được, cũng có cảm xúc. Và với tôi một cái sản phẩm để làm kỷ niệm như thế là đẹp rồi, là tôi ưng rồi. Còn cá nhân các bạn xem và cảm nhận như thế nào thì đến ngày 12 này các bạn cứ xem, các bạn cứ để lại một like, một comment và các bạn cứ khen tôi ở dưới là được. À không, các bạn cứ đánh giá ở bên dưới là được. Hay dở thì các bạn cứ khen tôi là được. Các bạn lên nhá. Cơ mà có teaser anh được nhiều view hơn đấy. Ui dồi em ơi, đi tại view quan trọng đéo gì em. Quan trọng là mọi người thỏa mãn là được rồi. Thế là anh vui rồi. Mọi người chỉ cần comment ở bên dưới là ui, thì cả anh Độ đẹp trai vãi lồn. Anh Độ làm MV hay vãi lồn. Kiểu anh Độ thì phải giống ca sĩ vãi lồn, giọng hát anh Độ thánh thót vãi lồn. Đấy, ví dụ như thế thôi, là vui rồi. Làm cái clip behind the screen. Có, kiểu gì cũng có bạn ạ. Kiểu gì cũng có. Mùng 12 này nè, 12 này thì tối ngày 12 tôi sẽ stream. Này, năm trước tôi có stream vào ngày 12 không nhỉ? Hay là tôi stream vào ngày 11 nhỉ? Tôi đéo nhớ nữa. Nhưng mà thường thường tôi nhớ hàng năm ấy là sinh nhật tôi là tôi sẽ stream từ ngày 11, sau đấy là stream đến lúc 12 giờ đêm là đón sinh nhật cùng các bạn luôn, đúng không nhỉ? Đúng nhỉ, năm nào cũng thế mà. Sau ngày 12 là tôi sẽ họp để tôi dành cho gia đình, tôi nhớ là như thế, tôi cũng không. Nhưng mà thôi, năm nay ngày 12 thì ra bài hát, cho nên là thôi tối ngày 12 mình vẫn stream bình thường nhá. Có à? Tôi nhớ là ngày 11 mà nhỉ. Đúng rồi, mọi năm là như thế. Thì thôi, năm nay lỡ ra bài hát rồi thì tại vì ngày 12 sinh nhật tôi là nó vào thứ bảy, đúng không? Thì chủ nhật là ngày 13 thì thôi, lúc ấy tôi sẽ ngồi với gia đình tôi sau nhá. Thì năm nay ngày 12 tôi vẫn livestream như bình thường. Đấy, kiểu nó sẽ là như thế.